Mới được mọi người. Gì? Mới đó mà. Rồi, đêm. Đêm rồi. Chắc anh bắt đây chứ em bắt nó ấy quá. Ồ, nó đã gì? Hiểu không? Nó đã chưa mọi người ơi. Nó quá nè thôi, dữ rồi, dữ rồi, dữ rồi. Ê, trời ơi. Dính như này vậy. Mới đẻ ngày hôm qua rồi trời. Nhỏ nè, hết bự này gì, hai ba con hết bự luôn nè, không biết hết được nó rồi qua rồi được lụm con này chắc cứu luôn hả gì, rồi muốn quay thì quay đi rồi thôi. Sư Huynh bắt con hết này chắc là Sư Huynh rồi. Em bắt này sáng quá nó thấy không, trời ơi nó nhảy vô hai ba con luôn rồi. Không sáng cái đâu có gì đâu, giờ chỉ mò á. Bây giờ biết nó nằm đâu đây nè. Dạ. Ô, đã là đồng nha. Đúng. Đèn rồi. Anh tắt cái đèn cái chưa. Rồi, Di chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình có dịp mình giao lưu với mấy anh em ở Đồng Tháp mọi người. Đây là anh Sương nha. Chào anh Sương. Vừa bắt được một con ếch đó mọi người ơi. Anh Sương thì nói ở đây có ếch hội á, bởi vì mấy anh em mình một mình nè lên trên đây giao lưu với mấy anh em khai trương con đầu tiên. Bây giờ đi dài dài với mấy kia mọi người, cái ruộng này người ta mới xới á, sẽ về thấy ếch nè, đi dài dài dưới kia rồi thấy con nào nữa mọi người ơi. Rồi chỗ anh hôm nay cái tọng ngoài tọng ở ngoài hả, lên cái xe à, chút xíu nhìn nhiều nhiều đem lên luôn. Rồi giờ mình tiếp tục coi. Nó mới có con điên này ra. Kịp dính luôn hả? Dính chưa? Hay gì trời? Đâu cho mượn ơi. Thôi. Hay gì ta? Hai con. Hai con rồi mọi người. Mới đi chưa được 5 mét nữa rồi. Hai con rồi. Phi nó ra giữa ruộng á, bắt đã lắm. Cái này nó xới ngày mai nó chạc con bóng nó chạc. À. Như vậy mình lội được ha. Lội thoải mái, nói chung là cái chuyện này mình lội thoải mái, chừng nào xả giống xuống đó, mình nó không được lội. Đúng rồi, xả thì mình xả quên đó, không lội được mọi người ạ. Nói chứ bắt con ếch này lên rồi cho nó sợ đi. À, đó. Phải nhanh tay mới được mọi người. Lặn rồi. Gì? Mới đó mà. Lặn đâu mà. Đêm mượn. Chắc anh bắt đây chứ em bắt nó ấy quá. Ồ, nó đã gì? Hiểu không? Nó đã chưa mọi người ơi. Hai con. Mình vừa xảy vô con ngay đó. Mình tính thể hiện bắt cho mọi người xem. Nhưng mà lại nước nhiều quá lặn loại mất tiêu. Nó quan sát nó hàng mắt nó lú lên khỏi mặt nước chút xíu à. Nó hợp xuống rồi nó đi liền nó ý rồi xuống đó còn mới chưa có kinh nghiệm chắc phải một vài con nữa mọi người. Rồi bây giờ tiếp tục coi. À thấy thấy rồi chắc bỏ ha. Hey. Đâu có mắt. À, rồi. Nhục, nhục nha. Cảm giác quê nha. Ai con rồi. Tên là ngày mới. Đi. Ngay đây có một con ếch nè mọi người. Vừa thấy đèn nó lặn chứ nha. Nhỏ nhưng mà con đầu tiên mình thấy mình bắt luôn à. Nhỏ nha mọi người chứ không có to. Dính được con nè anh Sơn. Để đẳng mình đem bỏ vô cái tụng của anh mọi người ơi. Mình đi quay không à chứ không có là đem tụng để bắt. Hay ta. Gần gần. Cuối cùng cũng bắt được đó hả? Hay nha. Rồi lại bỏ chung hết với em luôn nè. Em nhỏ xíu à. Kệ nhưng mà con này là con đầu tiên mình thấy mình bắt luôn mọi người. Nên mình sẽ bắt nó luôn. Tại bây giờ đâu còn đầu hôm nó ít lên chưa nhiều ha. Đó, nãy giờ cũng được mấy con nữa mọi người ơi. Lâu lâu lên cái xí Cao Lãnh giao lưu với ảnh được quá. Con ếch nào kêu cái gì cái đuôi kêu ếch Thái á. Con mình nó nãy nhau với con này luôn. Rồi, ếch của anh ra hai mà à. Sâu quá. Rồi, thôi. Thả con đó không mọi người ơi. Có hai con thả một con. Ngay đây có một con nè mọi người. Vừa gọi thấy cái nó lặn một tiêu. Đi ra đây mình phải mò nha. Thường mấy con ếch nó sẽ lặn ở ngay chỗ đó luôn nha mọi người. Dính rồi tưởng xảy. Ôi nhưng mà sao nó không bự, nhỏ đây con này nè hả. Ủa là con này mà thì con nãy em gọi tới luôn nè. Có không? Đâu? Đâu anh Sơn? Bự quá thôi thả hết em ra nha. Ếch mình khủng lắm mọi người ơi. Em thả ếch em ra nha. Ôi Xuân bắt hai ếch bự ghê trời. Ôi bự ghê hả. Em thả ếch này nha. Cái này ếch đồng nè. Đồng hả? Đồng chánh tông luôn nè. Vậy anh cầm nó đi. Để đi bắt con kia. Đó đâu nữa. Nó bên vùng xài nè anh tặng rồi. À rồi để đi qua anh kia. Lại con này chà bá lại nổi lên. Đây nè con chà bá đây nè. Đâu? Đây nè, À thấy rồi. Con cóc anh lên Thương ơi. Con cóc rồi sao? Cóc cũng lặn nữa. Con cóc. Thả ra nha. Thả mọi người. Thả lại đó. Bắt ớt thôi. Bự lắm hả? Từ từ, thấy ấy liền gì? Đứng này cũng cạn không sao? Chứ chắc cục đen đen này. Đen đen nào? Nè. Là cầm hai tay vì sao mà chén quen vì sao bao mò? Để mò ra. Bự lắm. Ngay đây phải không? Ừ. Nè 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 nè. Chụp xuống. Không phải, nó này nó. Chụp xuống mà nằm đó đó. Nó quá nè thôi, dính rồi. Ý, trời ơi. Bắt mà nè, vô, nó mạnh vô đi từ từ lấy ra. Dính chưa? Dính đi này vậy. Nó đồng mình kia. Trời ơi. Rồi. Kệ đó. Cái tay đâu mà lấy vậy? Thôi, rồi đi vô vỏ tụng mọi người. Dính nhiều quá rồi. Một hồi chết đem theo cái tụng theo quá. Thì đây lá chín cái xong. Đã quá. Có cái bao á, có cái bao nó không có không có nhảy tưng tưng, nó không có làm. Đã là người đi chế với nạn gì là không thấy đường luôn ta. Rất là mê nha. Bật cái chế độ sáng là đẩy vô mắt. Rồi. Bốn con hả? Vài con. 4 con. Nhiều cái rồi mình gom lại nha mọi người. Bỏ vô cái lồng bông. Cái bao. Em thấy cái bao tà cá. Bên nãy quên lấy bên cái chỗ ngủ của anh có cái bao đắp hết trơn. Anh trước đi, bỏ con ếch bự này vô trước. Bốn. Đó. Nhiều rồi nha mọi người. Hả? Nhiều đó hơn ký nha. Mấy rồi đó. Rồi, tiếp tục. Ồ. Ôi, đi qua đó bắt được 2 con luôn ta. Ếch này ếch đồng nha mọi người. Cầm chắc thịt luôn. Em cầm thấy không? Thôi đừng đưa em cầm. Đi thêm cầm mỗi con thả nữa. Đi lên thả vô cái lồng bồng lên đi để nó con đực con cái. Là 2 con vô một chỗ luôn hả? Ừ. Trời ơi nãy nó kêu em. Nó cởi lên nó cởi ụt. Ừ nãy nó kêu em cái con đó. Quắt ra nãy con quắt tài không? Không thấy. Bắt đầu khá nặng cái không có cái bao nữa là không chịu nổi với nó. Vì sao không nghe nó tục á? Mấy con ếch la này là mấy con ếch Thái mọi người ơi. Con ếch nuôi. Dạ. Con ếch nuôi mới la vậy đó. Còn con ếch đồng đem ru. Đồng ta nó không la mà ếch nuôi nó la quá. Bây giờ dở nó xuống lấy cái bao này chứ. Con bao này gắt tùm lum chứ. Lá kiếm được con bao thích ăn vịt nè. Nó đi hồi có mình kiếm. Nghe trời. Ôi nhỏ mà. Không có con ếch. Ôi nước ở trong gặp cái đèn sáng rồi. Nè, nước trong gieo nè. Nước này ăn có miếng không? Nguyễn quá. Ở đây nặng không đây cũng kiếm là cũng trả Nguyễn đề. Nước trong mà. Thì trong mà không biết nãy mình đổi cái hộp, nó cái hộp ở vị trí nào chứ. Nãy em thấy đâu đây nè. con nãy là con ếch rồi, con nhái với đằng khác nữa đó. Ờ. Ừ, ếch. Mới gọi qua hai mắt nó hợp liền mà. Ừ. Thôi con ếch vậy mắt nó đỏ tươi nè, trời báo. Hai chiếc xe đèn vậy đó mà bây giờ anh đi xa quá. Cái đèn đỏ chứ lại thế gọi ếch đi gần nó không có nó lặn. Nó về nó kêu muốn bịch luôn mà. Chưa đâu. Phi chút nữa nó lên gặp á. Giờ có lo mấy con dữ nữa. Nấu cái gì nè, có cái lo là nãy giờ anh Tục nó lên đập ầm ầm luôn, cái lo của anh Tục cũng lên mau lắm. Anh xuyên sớm nhà bà sao. Nè. Đó. Con dẹp đi. Đó, nó nằm xuống đó. Ừ. Con mini. Để rồi quay luôn đi. Nó nằm xuống này mọi người. Ngon không? Nằm im ru nè. Con nó không đã. Con nó nhỏ. Trẻ, nhỏ mắt nhỏ. Đâu? Cút ngoài phải không? Thấy rồi. Ô nhỏ Dương ơi. Đó, này cũng nhái. Nhái rồi mọi người ơi. Tâm nông hằng ngự cho chiến mấy cái đồng ếch đồng đó mấy phê. Cái đồng ếch đồng đó nó bắt là con. Trời ơi. Đâu đây con cóc nữa đây. Dân mới cái gì dễ lộn mọi người ơi. Nằm ở đây chi không biết. Thôi, cóc mà mình không bắt nha. Ngay đây có một con nó vừa mới lặn nè mọi người. Đây có một con vừa thấy nó lặn tiêu. Trời ơi nó bự. Quay chưa? Rồi. Ô đã. Con này là nuôi hay đồng? Nuôi. Cái nuôi à? Con đồng bên đây nè. Ừ. Con này đồng mà mọi người thấy nó đồng với nuôi khác nhau. Nó vàng tươi không? Còn con nuôi nó màu nó tái sao? Nuôi là chấm trắng. Con đồng là vàng chấm trắng vàng. Trắng vàng à? Với thịt của nó khác nhau. Bên đây bóp bằng tay còn bên đây bóp mềm mềm. Vậy có kinh nghiệm có khác không mọi người? Hai con đồng với con nuôi nó khác nhau. Mà con nào cũng bắt hết. Nhưng mà con ếch nuôi á, nó ra ngoài đồng rồi nó thịt nó cũng giá khác à. À. Chứ không phải như nó nuôi trong vèo của mình. Hả? Đây nó vừa bắt lại để sáng kiếm khoảng giờ 6-7 kg được rồi. Không bắt đủ ăn cái mình nghỉ được rồi. Ừ. Lá con này nhỏ quá phải chim luôn. À. Ăn cái đập ếch quá đẹp luôn. Rồi. Tới đây con ếch nó bò nè mọi người. Ui. Trời ơi. Sao lại là cóc nữa. Tiếp tục. Không con cóc nữa. Trời ơi. Không bắt cóc mà cóc ấy hoài luôn mọi người. Em cóc hoài luôn nha. Như đây có một con nó lội rồi anh Sương ơi. Ê. Dính nè. Bự. Đèn cá đồng nè mọi người ơi. Đó, đã chưa? Cái đèn mình sáng quá nó lặn. Ê, mình không có bắt đèn kia luôn. Trải nghiệm này rất là thú vị nha mọi người. Đó. Gom gom lại được mấy con cái mình bỏ vô cái bọng mọi người. Quá trời ít nuôi. Là lớn miệng quá. Giờ mình di chuyển lại miếng khác ha. Miếng mình bắt đi được vài con mọi người ơi. Bớt la chơi đời bớt khổ cơ. Không có cái bào. Có cái bào bỏ vô nó nở ra lắm. Mình kết thúc nha mọi người. Mấy anh em mình cũng đã về rồi. Về thì cho anh Sương ảnh mai anh còn đi thăm bẫy chuột của anh rồi. Con ếch ếch nuôi la quá. Có con nào mà la lớn miệng quá à. Này nè. Cái này nè, hai nuôi. Mấy nuôi la quá trời la. Đó. Nhiêu đây thì tầm khoảng chắc khoảng 3 kg mọi người ơi. 3 kg 3-4 kg gì đó. Đây cái sáng không bắt được nhiều lắm mình này, hơi đuối. Anh Sương cũng đuối rồi, để cho anh Sương anh nghỉ. Anh đồng chạy bó. Rồi, mình cảm ơn mọi người đã xem video ủng hộ hai anh em mình nha. Hẹn mọi người ở những video tiếp theo mọi người. Rồi, bye bye mọi người. Chào mọi người nha.